Đây là phía tầng dưới đất của Phật Di Lặc xây dựng chưa có xong, dở lỡ. Lên lên lên, hình như máy này quay không có chói cái chiếu mặt trời, chiếu lại nó không có chói chỗ nào hết trơn á, có nghĩa là quay ngày nay mà họ đâu có thấy. Cái này nó không có ngược ánh sáng, chiều nào nó cũng không có bị ngược ánh sáng, mặt trời chói ngay nó không ngược gì chứ, cũng hay thiệt chứ. mình chụp nhiều tấm rồi, thấy nào cũng được. Quay mà quay bài đấy, có để quay không được, sử dụng có cái video có nhiều mà sử dụng không được. Thì được đó, nhưng mà tắt rồi khi mở lên được thì không. Máy bây giờ chụp rõ dữ lắm mà. Đi đi trở lại chùa Phật lớn nha. Có ở chùa Phật lớn. Gửi gì luôn, phải không? Sao sao cô thấy sao hay là về luôn? Lại chùa Phật lớn. Chùa lớn kế đây nè, rồi về luôn đó. Rồi trở về luôn.
hay là mình lội qua hả? Đó. Đâu đâu chở, chở chứ. Chở chứ. Lội qua để nó biết đâu kiếm mình. Cái này nó điện thoại nó không có ngược ánh sáng. Sao hả bà? Ánh sáng ngược vô nó cũng vẫn rõ vậy. Tất nhiên là nó không có bị ngược bằng ánh sáng. Còn cái máy trước á là nhầm mới chịu nó tới thui rồi nè. Hết nó cầm thì phải sắt rồi. Xe xe. Sao đi?
Phật Quan Thế Âm ơi, tại chùa Phật lớn núi Cấm ạ. Ờ, giỏi quá. Trên này viết đó cái chân đó. Nó bay đâu rồi?
Dạ gờ hết rồi ba. Điện mau lấy tới giờ rồi đó. Điện đây đi. Bà tắt rồi để đó đi. Cảm ơn tất cả các anh chị em, cô bác đã xem qua cái đoạn video này. Xin tạm ngừng nơi đây ạ. Xin cảm ơn ạ.